Tiếp theo sẽ là tin hợp long thông xe cầu mới Trần Thị Lý và khánh thành bệnh viện ung thư Đà Nẵng. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ hợp long và thông xe kỹ thuật cầu mới Trần Thị Lý. Cây cầu dây văng Trần Thị Lý được thiết kế với kiến trúc hiện đại, có tổng chiều dài 731 m, quy mô 6 làn xe, giải phân cách 6 m, đường dành cho người đi bộ rộng 2 m, có sức chịu tải lên tới 32.000 tấn. Do Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2010 và dự kiến cầu sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 2013. Cầu Trần Thị Lý khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực giao thông ở cửa ngõ phía đông của thành phố Đà Nẵng. Cũng trong sáng nay đã tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Đây là một bệnh viện hoạt động mang ý nghĩa từ thiện. Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có diện tích 100.000 m2, có quy mô 500 giường bệnh và 27 khoa phòng. Giai đoạn 1 sẽ có 200 giường và 21 khoa phòng đi vào hoạt động. Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại, được vận hành bởi đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có 74 bác sĩ, trong đó có 2 giáo sư, phó giáo sư, 7 tiến sĩ và các bác sĩ chuyên khoa 2. Tại buổi lễ khánh thành, bệnh viện đã tiếp tục nhận được sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền lên đến gần 94 tỷ đồng và hơn 117.000 đô la Mỹ.